Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Tiếp tục là chuỗi series video với Pickbot Game Bài. Hôm qua thì mình có làm một cái video với thử thách là chơi từ sở vốn 20k lên 1M rồi. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video với thử thách nó khó hơn gấp đôi so với hôm qua, là chơi từ sở vốn 10k lên 1M. Đó, ok cho các bạn. 10k thì tất nhiên là mình sẽ chỉ có thể chơi đặt bom thôi. Ngoài đặt bom ra thì mình còn có thể chơi một số game khác kiểu là bắn cá này, hay là địa chủ nữa. Nhưng mà mấy game kia thì nó khó lắm các bạn. Bắn cá thì mình kiểu là chơi giải trí vui vui thôi. Và địa chủ thì nó hên xui lắm, mình đánh thầy tại sao nhưng mà mình chơi địa chủ mình thấy nó rất là khó ăn, với cả ăn nó lâu. Đánh nó ăn được mấy chục đồng hay là mấy trăm đồng một ván à. Chúng ta chơi giải trí thôi. Còn để mà chơi thì để mà thực sự để mà kiếm tiền thì chúng ta cứ phang tất tay đi. Đấy, ví dụ như cái tay này này, mình phang tất tay luôn vào đây 10k. Ăn không? Ôi giời, quá ngon. Ăn được hai nháy liền nha, vậy là mình đã lên được 20k rồi. Ở 20k thì thôi nha, 20k mình không chơi nó đâu, bởi vì đặt bom thì chơi được lên 20k thôi là quá ok rồi. Mình sẽ quay ra đây mình chơi mini game đi, mình chơi mini game để cho nó lên thành cỡ khoảng 100.000 gì đó. Thì mình sẽ ra mình chơi mấy game khác. Ui ngon, 62.000. Thôi nha, thế thôi. Lấy ra là mình định lên tầm 100 thì mình ra chơi game khác, nhưng mà lên được cỡ 60 là được rồi các bạn ạ. Bởi vì bây giờ mình tham cái trò mini game kia nhiều khi nó rất là ảo ma nhá. Các bạn để ý mà xem, nhiều khi mình có sở vốn khoảng 20k thôi, mình có thể lật một phát mình lên được mấy trăm k, thậm chí là lên 1M. Nhưng mà nhiều khi nó rất ảo ma là nó ra kiểu gì ấy, nó lật thua liên tục. Nhiều khi mình có sở vốn khoảng vài trăm k, mình lật đúng 2-3 phát, còn đúng cái nịt, ảo thật đấy. Ok nha. Cho nên là cái trò mini game đấy chúng ta kiểu chơi chống cháy thôi, kiểu chơi ăn gấp thôi. Ok nha, với cái sở vốn 10k này chúng ta cũng chẳng cần để tha thiết gì cả, cứ thế là phàng tất tay thôi. Ăn tất tay thì nó mới lên 1M được. Chứ còn bây giờ 10k mà chúng ta cứ đánh lẻ lẻ nữa, 10.000, 20.000 một tay thì đến bao giờ mới ăn. Tay này ăn thì nó sẽ là một cơ sở rất tốt để mình lên được 1M. Ui, quá ngon. 5525 là 250k. Ok luôn các bạn ạ. Làm thêm vài tay nữa nhá, làm thêm vài tay nữa lên được khoảng 300 hay 400 gì đó. Hoặc là chắc thì 500 đi, mình sẽ thoát ra mình chơi game khác. Nếu mà lên được cỡ khoảng 500 ấy, mình thoát ra mình chơi rồng hổ hoặc là baccarat hay hoặc là tài xỉu ấy thì nó sẽ dễ hơn. Mình sẽ vào đấy mình đánh nó lên một mừng khá là dễ thôi. Ngon. Ăn luôn đấy. Lên bao nhiêu ta? 332. Thôi nha, được rồi các bạn ạ. Mình nghĩ là 300 là thoát ra đánh rồng hổ là ok rồi đấy. 300 mình thoát ra mình đánh rồng hổ là khả năng cao là mình ăn rồi. Bởi vì đánh hổ rồng hổ nó khá là dễ. Đánh rồng hổ thì bắt cầu nó dễ lắm các bạn, nhanh để mà ăn được lên số vốn cao. Nhưng mà phải có thực sự là vốn nó phải to cơ đánh nó mới dễ, chứ còn rồng hổ mà đánh 10k 20k nó rất là lâu. Nói về hổ thì mình sẽ đánh hổ nhá. Có một cái thủ thuật rất là hay, thật ra thì cũng không phải là thủ thuật đâu, nên nó là cái cảm quan cá nhân của mình thôi. Mình thấy là nếu như mà nó về hổ thì mình cứ phang hổ, nó về rồng thì mình cứ phang theo rồng. Sáu này. Ui địt còn nghe thủ thuật của cặc thì đéo biết, nhưng mà xịt mẽ rồi. Mình vừa đang định sàm sàm là có cái thủ thuật này hay lắm, nhưng mà vừa vào phát gãy luôn, nó vãi lìn thật. Rồng theo rồng, hổ theo hổ, nó về rồng rồi thì mình cũng sẽ theo rồng luôn. Vừa nãy mình đang định bảo với các bạn là nó biệt hổ thì mình cứ theo hổ thôi, nhưng mà mình chưa kịp bảo luôn, mình chưa kịp nói luôn thì nó gãy liền. 10 7, ok. Bóc ra con 10 thì tỷ lệ ăn nó có phải khoảng 70% rồi. Con 10 là tỷ lệ ăn 70% này. Con gì là tỷ lệ 80%. Con quy là 90% và con K là 100% rồi. Con K thì không thể nào mà thua được, chỉ có hòa thôi. Hòa thì nó lại trả vốn lại cho mình, cũng chả sao cả. Ok nha, tay này mình đánh nửa vốn rồi, mình không dám ôn nữa. Ôi, con K quá tuyệt vời, con K là ăn 100% rồi. Con K nếu mà đen lắm thì bên kia nó bóc ra một con K nữa là mình hòa thì mình lại được trả vốn về, chả sao cả. Ok nha, đấy các bạn thấy không, nó về hổ mình cứ bóc theo đúng toàn hổ thôi đấy, nó về rồng thì mình cứ bóc theo toàn rồng là được. Ôi, tay này mình đánh to lên, nếu mà đánh to tay này ăn thì sẽ có 800. Ui, 800 lên 1M thì nó lại quá là easy luôn. Người ui đi các bạn nghe, 10 rồi mà bên kia vẫn bóc theo quy được ạ, hay nhỏ. Hổ, ok, nó phải hổ thì mình lại bẻ sang hổ. Đúng như hồi nãy mình vào mình nói luôn các bạn. Nó về hổ thì mình sẽ theo toàn hổ, nó về rồng thì mình sẽ theo toàn rồng. Ui, con át, con 4.
Con át thì mình ăn rồi, bên kia mà bóc cho con át thì bên này mình ăn rồi. Chả lấy đi đâu được nữa. Điểm tuyệt đối. Tuyệt vọng. Nhiều khi mà mình đặt bên kia mà nó bóc ra con át thì mình tuyệt vọng mày luôn. Chẳng còn mong chờ gì nữa. Ok nha. 243. Tay này ăn vẫn chưa lên một mở, nếu mà tay này ăn vẫn phải đánh tiếp 10. Ui dồi ôi. Mày cứ ngỡ là thua rồi, con 10 xong ở bên này nó lại bóc tầm con 10 nữa. Đấy, hòa thì chúng ta sẽ được trả vốn về nhá, chả mất đi đâu cả. Nếu như mà chúng ta đánh like rồng hổ ấy, đánh các bạn đánh like casino và đánh rồng hổ mà khi mà hòa là các bạn sẽ bị mất đi một nửa cái số tiền đánh. Ví dụ các bạn đánh 100k thì sẽ bị mất đi 50k. Nhưng mà còn chơi game bài này thì nó không bị đâu, chơi game bài này thì nó sẽ trả lại 100% số tiền chúng ta đánh luôn. Ui K này. K là ăn rồi đấy. K thì trả xịt đi đâu nữa cả. Bao nhiêu rồi ta? 940 à? Ồ, 940. Thôi các bạn ạ, mình nghĩ là mình không nên liều đâu. Mình sẽ cố lên cho nó tròn 1M, nhưng mà mình sẽ dùng một cách khác. Mình sẽ dùng cách là đánh 4 con siêu xe. Đánh 4 con, không phải 4 con siêu xe mà là đánh 4 con xe thường. Đánh 4 con xe thường này thì tỷ lệ ăn nó sẽ khoảng cỡ 80%. 80% là mình sẽ ăn. Ok. Nếu mà đen lắm ấy thì nó sẽ về hàng bên trên, về siêu xe là mình sẽ xịt mất là 6530 là 6300 à. Ồ, cũng khá là nguy hiểm ạ. Nhưng mà nó vẫn dễ hơn là việc mình đánh vào kia đánh tiếp. Đánh tiếp mà xịt là mình lại phải gấp thép lên. Như vậy thì mình gãy hai tay thôi là mình mất hết luôn. Nốt tay này nha, nốt tay này là mình đủ rồi đấy, nốt tay này là mình đủ 1M rồi. Quá easy luôn các bạn ạ, 10k lên 1M game dễ vãi lìn. Ok, ăn luôn. Rồi nha. 1M rồi, còn giữ ra 10k, mình rút được 1M tròn luôn. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện rút tiền này. Hôm trước thì mình có thêm cái thông tin tài khoản ngân hàng rồi, bây giờ mình chỉ việc rút thôi. Ủa, 10k ăn 1M quá easy game.